Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa đa dạng bởi có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Và một trong những sự đa dạng trong bức tranh văn hóa Việt chính là trang phục truyền thống. Có thể thấy trên đất nước ta, từ miền xuôi đến miền ngược, từ nông thôn tới thành thị, dù ở bất cứ đâu cũng có những bộ trang phục riêng mang nét đặc trưng vùng miền, phản ánh đời sống lao động sản xuất, phong tục tập quán và tín ngưỡng của họ. Trang phục không chỉ có chức năng bảo vệ thân thể người mặc, mà còn có chức năng trang trí, làm đẹp và cao hơn nữa là truyền tải những ký hiệu văn hóa, những thông điệp phong phú về đời sống vật chất, tinh thần của mỗi cá nhân, cộng đồng xã hội, thậm chí của một dân tộc, một quốc gia. Trang phục truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng tộc người trên thế giới là thành tố quan trọng tạo nên những giá trị văn hóa đặc thù và bền vững mà ta vẫn gọi là bản sắc văn hóa. Nét cũ duyên xưa là tên cuốn sách mới nhất đề cập đến trang phục truyền thống của dân tộc do nhà sách Thái Hà xuất bản. Cuốn sách đi sâu vào các chi tiết trang phục để cảm nhận và thấu hiểu tâm tư của các thế hệ cha ông ẩn chứa gửi gắm trong những nếp khăn tà áo. Nét cũ duyên xưa thể hiện niềm yêu văn hóa dân gian nói chung, yêu trang phục dân gian nói riêng, với ước vọng làm sáng rõ thêm những nét đẹp thuần Việt trong trang phục dân gian của phụ nữ, cũng như cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện xác thực và lý thú về lai lịch của những thứ y phục tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc như nón thúng, áo dài hay những bước thăng trầm trong câu chuyện tóc dài, tóc ngắn của người Việt. Cuốn sách góp thêm một tiếng nói khẳng định trang phục dân gian mãi là nét son, tô đậm hình ảnh Việt Nam trên tấm bản đồ văn hóa nhân loại. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nét Việt Story. Thưa quý vị, Nét cũ duyên xưa là tên một cuốn sách đặc biệt đề cập đến nhiều khía cạnh trong trang phục dân tộc Việt Nam xưa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ đôi điều về cuốn sách này cũng như những nét đẹp trong trang phục của người Việt Nam xưa. Và người sẽ cùng chia sẻ câu chuyện này cùng với Nét Việt Story xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng là ông quan tâm như thế nào tới các trang phục dân tộc của Việt Nam? Tôi luôn trăn trở về văn hóa Việt Nam nói chung và trang phục phong phục của người Việt nói riêng. Bởi vì tôi ở nước ngoài cũng khoảng tầm 16 năm tất cả. Thế khi ở nước ngoài thì bao giờ mỗi lần có cơ hội nhìn thấy các cô gái Việt Nam mặc áo dài hay là nhìn thấy chiếc nón lá Việt Nam hay là nhất là nhìn thấy nam giới mà mặc những cái trang phục như này thì mình cảm giác rất là tự hào. Rất là nhớ quê hương. Vì tôi sống cái hồi nhỏ là 12 năm ở quê thì nhớ rằng ở quê ngày xưa có các cụ ở quê là vẫn còn cái thời mà tôi còn nhỏ vẫn nhìn các cụ là nhuộm răng đen, thế rồi thấy vẫn cái cơi trầu, thế rồi vẫn thấy người dân mặc đeo những cái nón lá đi làm, rồi thậm chí đấy kể cả những cái áo tơi và rất nhiều trang phục truyền thống. Ông nội tôi vẫn đi guốc gỗ, cái đúng guốc bằng gỗ vẫn còn, bà nội vẫn đi guốc gỗ. Thì đối với tôi đấy là những cái trang phục rất là thuần Việt. Và đối với quốc gia thì hình như rằng cái trang phục là cái thể hiện bên ngoài, nó toát lên cái thể hiện của dân tộc đó, cộng với những cái di sản phi vật thể như là âm nhạc, như là thơ ca, như là các biểu diễn nghệ thuật. Thì đấy là thể hiện văn hóa của một dân tộc, của một quốc gia. Thì là một cái người làm xuất bản, tôi vô cùng quan tâm và thích thú với những cái sản phẩm mà thực sự là thuần Việt. Đó có phải là lý do mà nhà xuất bản Thái Hà cho ra mắt rất là nhiều những cuốn sách liên quan tới văn hóa Việt Nam, trong đó có trang phục dân tộc không ạ? Đúng là như vậy. Tôi vừa ở bên Nhật về xong thì người Nhật họ có một cái hay là họ giữ được, họ công nghệ của họ rất là hiện đại, họ học những tinh túy của phương Tây rất là tốt, rồi quản trị của họ tuyệt vời. Nhưng họ vẫn giữ được trang phục của họ. Họ vẫn mặc kimono, vẫn mặc trang phục nam, trang phục nữ thời xưa. Rồi những cái tác phẩm về âm nhạc, nghệ thuật vẫn là cổ của ngày xưa. Thế thì tại sao người Việt chúng ta lại không giữ được các nét văn hóa truyền thống đó? Chính vì vậy mà Thái Books có một cái tủ sách là tủ sách
văn hóa Việt Nam để làm sao chúng ta nghiên cứu, giới thiệu, gợi nhớ về những cái nét văn hóa của Việt Nam, kể cả vật thể và phi vật thể. Và tôi đang có một cái mong muốn khát khao, mong muốn cháy bỏng là một khi nào đó mà rất đông người Việt Nam mặc áo dài ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, thế rồi nam giới sẽ mặc những cái bộ trang phục truyền thống. Và bây giờ hiện nay vẫn đang tranh cãi là áo dài nào là áo dài truyền thống, trang phục nào là trang phục truyền thống. Ngay cả cái bộ tôi đang mặc trên người hiện nay ấy, bây giờ cũng trả lời bài toán là đi dép gì hay đi giày gì, dưới chân mình là cái đôi gì ở bên dưới, hay là đi guốc thì guốc nào. Thì có lẽ là đến lúc là phải có những cả những cái hội thảo để đưa ra một cái tạm gọi là một kết luận tổng thể, giống như Việt Nam vì hoa sen là cái quốc hoa của Việt Nam, thế thì trang phục nào là quốc phục của Việt Nam, mà để chúng ta có thể mặc ở bất cứ những chương trình nào đón tiếp các bạn quốc tế, để đi thế giới chúng ta mặc một cái thống nhất, để khi nào mà cái tinh thần văn hóa xưa, văn hóa cổ, văn hóa truyền thống Việt Nam ngấm vào từng tế bào trong từng người dân Việt Nam, và lúc bây giờ người ta sẽ mặc các cái bộ trang phục này một cách thoải mái, mặc một cách thư giãn, mặc một cách không bị gượng gạo và mặc một cách thích thú, thì đấy mới là điểm tuyệt vời. Và có lẽ là trang phục thì không chỉ là những cái thứ để mà che kín thân thể hay là để làm đẹp nữa, mà nó còn là những ký hiệu văn hóa, đúng không ạ? Đúng rồi. Thực ra bản chất quần áo là cái công cụ để che cái tấm thân của mình đi. Vẫn một con người đó, nhưng cái ăn mặc khác nhau thì người ta nhìn và đánh giá con người đấy khác nhau. Rõ ràng ở bất cứ nước nào thì cũng đều có trang phục truyền thống. Thì người Việt Nam cũng có trang phục truyền thống. Và những cuốn sách như là Nét cũ duyên xưa là gợi cho chúng ta lại quay lại cái nét cũ duyên xưa và cái ăn mặc truyền thống để thể hiện cái văn hóa Việt, cái văn hóa của người Việt Nam, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và cụ thể thì trong cuốn sách Nét cũ duyên xưa mà tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng vừa nhắc tới đó, thì nó đề cập tới những khía cạnh nào trong trang phục của người Việt Nam xưa? Ở đây thì có ba cái phần chính. Cái phần đầu tiên là nói về cái răng, cái tóc. Ví dụ như là người Việt Nam gốc ngày xưa là nhuộm răng, răng đen. Nhưng mà sau này nhà Minh đã xâm lược Việt Nam sau vào thế kỷ thứ 15 đấy, sau nhà Hồ thì quân Minh xâm lược Việt Nam và cái việc để răng đen đã bị cấm và để đồng hóa với người Trung Quốc. Thì cái gốc người Việt Nam ngày xưa là để răng đen, đấy là một cái điểm rất đặc biệt mà đôi khi chúng ta không để ý. Hay thứ hai là cái tóc. Tóc là cả một quá trình rất dài, người Việt Nam đầu tiên để tóc ngắn, sau đó là chuyển sang là tóc dài, róc búi đằng sau. Thì cả một câu chuyện, cái mái tóc, rồi có những thời thì tóc để ngang vai, có những thời thì tóc của chúng ta để xõa đến tận đất của phụ nữ ấy. Tức là có rất nhiều các kiểu tóc khác nhau của cả một quá trình lịch sử. Thì cái răng, cái tóc của cả lịch sử của chúng ta cũng thăng trầm theo nhiều cái cung đoạn khác nhau. Hay có một cái chương thứ hai mà cái phần mà tôi tâm đắc nhất là về cái nón đội đầu thôi. Thì ngay cái nón cũng là một câu chuyện dài. Gốc ngày xưa là phụ nữ và các mẹ, các chị, các em là đội nón, gọi là nón thúng. Nó như một cái thúng úp lên đầu ấy. Thì tất nhiên là có cái thúng thì nó sâu, núng thì nông, có những cái thúng thì nông hơn thì giống như là một cái sàng, núng thì như cái mẹt và núng thì như cái mâm, tức là úp trên đầu mà rộng vành như vậy. Thì đấy là cái nón gốc của người Việt Nam. Thế còn có thể nhiều người cũng ngạc nhiên nữa là nam giới ngày xưa là đội nón chóp đấy. Và đặc biệt có những thời như là lính mới được đội nón chóp, mà nón chóp lại được sơn để thể hiện rất rõ đấy là nón được sơn và nón của lính. Thế còn sau đó và một nhiều thời gian nữa là nam giới là đội nón chóp. Thế và sau này cái nón chóp đó, cái nón thúng hầu như là bị biến mất đi và người Việt Nam là dùng nón chóp. Thế mà hay ngay cả cái câu chuyện nón làm bằng những nguyên vật liệu gì, tại sao cái nón như thế nào, và thậm chí là có đến 13 loại nón khác nhau. Đấy, thì cũng đấy là một câu chuyện thứ hai cũng rất thú vị. Một cái chương nữa cũng nói về cái trang phục, tức là quần áo, mặc quần áo gì, đi dép quốc gì, thì cũng đấy là một cái câu chuyện thứ ba cũng rất quan trọng. Nét cũ duyên xưa có một cái chương mà tôi rất thích, đó đó là cái chương chú thích, tức là tất cả nguồn gốc của những cái nguồn tư liệu đó lại lấy rất nhiều của người Pháp. Người Pháp họ chụp được rất nhiều ảnh của người Việt Nam ngày xưa. Họ viết nhiều sách nói về cái phong tục, về ăn mặc, chúng đôi tóc của người Việt Nam ngày xưa, và có rất nhiều các cái hình ảnh đó chỉ còn trong bảo tàng và không còn hiện nay nữa. Đấy, thì cuốn sách này nó hay của cuốn sách nữa là tác giả không phải là một nhà nghiên cứu. Anh Thắng là một người du lịch, tức là anh là con người tiếp xúc với cuộc sống thật. Anh đọc nhiều nhưng anh tiếp xúc cuộc sống thật. Và anh ấy về Nghệ An là tại cái vùng mà làm nón cổ ngày xưa, nón thúng đó. Và anh vẫn gặp được một ông cụ
93 tuổi còn đang sống hiện nay và có lẽ là nhân chứng sống cuối cùng để làm ra cái nón thúng truyền thống ngày xưa. Rất là kỳ công và đấy đối với tôi là một tác phẩm nghệ thuật rất là đáng trân trọng. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng có chia sẻ rằng là trong thời gian mà ông sống ở nước ngoài thì cũng luôn luôn đau đáu, khôn nguôi nhớ về những loại trang phục dân tộc. Và ông thấy rằng là những người Việt Nam, những người Việt Kiều họ sống ở nước ngoài cùng với mình hay là sống xung quanh mình đó, họ có chung cái cảm nhận như vậy hay không ạ? Thực ra mỗi lần anh có tưởng tượng như ngày Tết âm lịch là những ngày nhớ quê vô cùng, hay là những cái dịp kể cả Tết Đoan Ngọ hay là Tết mùng 5 tháng 5, rất là Tết Trung Thu, thì mỗi dịp truyền thống Tết đó thì những người nước ngoài đau đáu về Việt Nam. Mỗi khi mà nhìn thấy một tà áo dài của cả nam và nữ, mỗi khi nhìn thấy cái nón lá thì tự nhiên trong lòng nó có một sự xúc động rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt. Hay là những cái làn điệu như là quan họ, thế rồi chèo, về những cái sản phẩm phi vật thể thì rất là đau đáu nhớ quê. Nhưng mà những cái phi vật thể là một chuyện, nhưng mà khi mà nhìn thấy những cái trang phục này thì cái sự xúc động trong mỗi con tim đều có. Không chỉ có tôi mà nhiều người khác nữa. Với thứ hai là tôi hay đi nước ngoài, tôi mặc ở Phan Phuốc, tôi mặc cái này ở Nhật, tôi mặc như thế này ở Malaysia. Và cái điểm thú vị là các bạn nước ngoài rất thích đến chụp ảnh cùng. Và họ nhận là đây mới là cái trang phục truyền thống của người Việt Nam. Tôi vẫn tự hào mặc cái bộ này và mỗi khi có một cái cơ hội là tôi mặc ngay lập tức. Và như tôi là muốn khoe với các bạn bè thế giới rằng đây là trang phục truyền thống của người Việt Nam chúng tôi. Và các bạn bè thế giới cũng rất thích. Và chính vì vậy mà những cuốn sách như là Ngày Nước Cũ Niên Xưa, tôi sẽ mang đi hội sách Paris, hội sách London, hội sách Mỹ, hội sách Bắc Kinh và đặc biệt là hội sách Đức của Frankfurt tháng 10 tới, như một cái niềm tự hào của dân tộc. Khi mà ở nước ngoài thì cái cảm giác đó nó mới trỗi dậy, với cảm giác đó thì cái niềm tự hào dân tộc nó tăng lên và đây là một cơ hội để chúng ta quảng bá cho cái văn hóa Việt Nam. Vậy thì theo tiến sĩ thì làm thế nào để những cái nét văn hóa của Việt Nam như là trang phục đấy được quảng bá rộng rãi hơn? Theo tôi là cái gì nó cũng phải đi từng bước. Rồi chúng tôi có đi một cái chuyến đi Ấn Độ, đoàn của chúng tôi 44 người, phần lớn là các doanh nhân đi Ấn Độ, nhưng đoàn chúng tôi mang theo 44 cái nón lá và tất cả chúng tôi đi về đất Phật và ai cũng mang theo một nón lá để tạo đến 44 thành viên. Chúng tôi là 44 cái nón lá cộng với 10 quý thầy quý sư cô là nhà sư cũng đội 10 cái nón lá là 54 cái nón lá ở tại Ấn Độ, để tạo nên một cái đẹp rất tuyệt vời và rất đông người người ta ngạc nhiên. Ý tôi muốn nói là khi mà một cái chuyện rất nhỏ nhưng đông người làm thì trở thành là chuyện lớn. Và cái chuyện trang phục truyền thống của chúng ta, ngày nay có một mình ông Hùng mặc, nhưng ngày mai có 10 ông Hùng mặc, ngày nữa có 100, ngày nữa có 1.000, và bao giờ người Việt Nam có, không cần nhiều, có 1.000.000 người rất thích mặc cái bộ trang phục này thì tự nhiên nó tạo thành một cái trào lưu và tự nhiên là cái văn hóa Việt được khôi phục. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu từ những hạt nhân đầu tiên của những người thích mặc trang phục truyền thống đầu tiên. Thế là chúng ta phải bắt đầu, khi chúng ta bắt đầu và VTC bắt đầu làm chương trình này và mỗi một cái việc gì đó chúng ta bắt đầu, tức là chúng ta đi được một đường, chặng đường. Ngày hôm nay chúng ta nói về trang phục truyền thống, nói về nét cũ duyên xưa, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi bước đầu tiên và có nghĩa là đã đạt được 50% thành công rồi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi thì chắc chắn là đến đích. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi rất mong chương trình sẽ giúp lan tỏa cái tinh thần Việt đến tất cả 93 triệu dân Việt Nam trong nước cũng như là kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Mong và rất mong các bạn cùng lan tỏa tinh thần Việt này đến với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, trang phục dân tộc mãi là một nét son tô đậm thêm hình ảnh của Việt Nam trên tấm bản đồ văn hóa của thế giới. Và nếu như quý vị quan tâm tới văn hóa của nước mình thì hãy tìm hiểu thêm những thông tin về các tầng văn hóa ấy, trong đó có trang phục dân tộc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của Nét Việt Story ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.